Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài vườn mình thu hoạch ha. Mọi người nhìn thấy đó, ngoài vườn mình có hoa, có lá, có quả, rất là xinh ha. Thì hôm nay mình sẽ hái một số thứ giống như là dưa leo, đậu que, bí ngòi, rồi một ít hành lá, hành ở trong cái hành tây á. Nó rất là tốt nên là mình muốn cắt bớt lá đi để cho cái củ nó phát triển ha. Cái củ nó cũng khá lớn rồi mọi người. Rồi mình sẽ hái cải xanh đó mọi người. Cải xanh hôm nay nó cao, nó muốn ra hoa nữa rồi, nó to lắm rồi mọi người. Rồi giờ mình sẽ cho mọi người xem ha. Đây mình sẽ cho mọi người xem khu vườn của mình ha, có ong, có bướm, có hoa. Hoa dại không đó mọi người ơi, nó tự mọc đó, nó tự mọc được 3-4 năm rồi. Là bướm nè, bướm bay nè. Mình cho mọi người coi nha, đây là cái trái dưa leo của mình đó, mình sẽ hái. Mọi người thấy trái nhỏ nhỏ con không đó, ở đằng góc này nữa nè. Người thấy ong nó tới nó hút mật kìa. Đó, đó. Người thấy trái kia không? Ở đây nữa nè. Nó cũng khá là nhiều trái nhưng mà bông đực nhiều lắm. Trời ơi, bông đực nó nở vàng cây luôn mọi người coi. Đó, nó nở vàng cây luôn. Bông đực nhiều hơn bông cái mọi người. Còn mọi người coi các cây đậu que của mình. Trời ơi, nhìn nó đã chưa, nó xum xuê. Cây đậu que xum xuê. Anh này thì còi mà bây giờ cũng đang phát triển lên mọi người. Còn những cái cây đậu que này là trồng sau mọi người, trồng sau tới 3 tuần luôn. Cái cây này gần có trái luôn rồi, mình mới trồng cái cây này mà bây giờ cây này nó cũng đã lên bông rồi mọi người. Đậu đũa của mình cũng đang ra bông ra trái mọi người. Ngày hôm qua nó có cái bông mà hôm nay có một cái trái nhỏ xí rồi. À, đằng này mọi người thấy cái bông của nó không? Đây nè. Đó, bông đậu đũa đó mọi người. Mình trồng có mấy cây. Đó. Mình xem cái vườn cà chua của mình. Mình hái xà lách nữa chứ, xà lách hôm nay cũng nhiều lắm luôn rồi. Trời, cà chua hả? Cái ra bông thấy cưng luôn đó mọi người. Đây nè. Bông nè. Trời ơi, bông chùm chùm chùm. Đó. Cà chua nhìn cưng lắm. Đây à. Có những trái nó cũng to rồi mọi người. Đây nè. Ủa, nó ra nhìn cưng lắm luôn. Đây. Rồi coi. Đây là mấy cái cây này nhìn mới đã nè. Mấy cây này nó ra trái nhìn mới mới ha. Đó, mọi người thấy không? Trái lũ khủ luôn. Trái chùm chùm nhìn cưng lắm mọi người. Mấy cây này cà chua hơi lâm nó cũng phát triển rất là tốt và nó đang ra bông. Đã bắt mình cũng đang có bông mọi người, đang có trái nè mọi người coi. Mấy cái cây ớt mễ, trời ơi trái nó xum xuê. Đây salad của mình đó. Đây mình sẽ hái một ít lá hành vô. Đó, mọi người thấy củ hành không? Đó. Nó tốt quá, mình cắt bớt lá đi. Rồi. Đây nè mọi người coi cái lùm cà chua hoang của mộc hoang của mình. Trời ơi, trái nó lên thế mà cưng luôn. Trái cưng lắm luôn đó mọi người. Đó. Mọi người thấy trái không? Lủng lẳng lủng lẳng. Hoa đầy nhóc. Ai cái này là cà chua hai bậc ha, cà chua tròn, trái tròn. Rau dền của mình, rau dền của mình ngày hôm qua mình hái ăn rồi đó mọi người. Nó rất là to. Còn cải xanh thì hôm nay mình sẽ hái nha, nó to lắm rồi, nó to nó cao lắm rồi mọi người.
hái những cái cây to cao này. Nó non mướt luôn. Mấy cây cà chua cherry kia thì nó cao. Nó cao hơn cái hàng rào luôn mọi người. Cao hơn cái hàng rào luôn. Đây nè, đó mọi người thấy trái không? Cà chua mộc hoang mà nó tốt dễ sợ là mình salad này ăn 5-6 lần gì rồi. 6 lần. Mà nó vẫn còn. Mình thử coi coi nó có ra bông không mọi người. Cái đám rau quế của mình hôm nay cũng rất là tốt luôn. Đây là dài nho. Mình đã tỉa lá hết rồi mọi người. Tỉa lá tỉa ngọn hết rồi. Năm nay mình tỉa lá tỉa ngọn thử coi cái trái nó có bự hay không. Mỗi năm cái trái nó nhỏ xíu à. Mình không có tỉa lá tỉa gì hết. Hôm nay mình tỉa ha. Mình tỉa thử. Năm nay ở dưới nó không có nhiều trái hết á. Rồi ở đây là trái bí ngòi của mình. Đây nó bự chập ba lửa. Nó ở trong cái lùm mọi người. Ở trong cái lùm cỏ. To lắm rồi. Mình sẽ hái bông bí nha. Này là bông bí đỏ. Bông bí bí hồ lô á mọi người. Tốt lắm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hái đậu que nha. Trời ơi đậu que nhìn nó cưng gì đâu luôn. Lũ khủ luôn. Mọi người, que nhìn trái lũ khủ luôn. Trời ơi, đã ghê luôn á. Mình sẽ hái cái trái dưa leo ngay đây. Mình cho vào đây luôn. Để trái dưa leo vào đây. Đây, mọi người thấy không? Nó ngay đây nè. Hái luôn. Bây giờ mình sẽ đi hái bí ngòi. Mình cắt hành lá ở đây luôn đi. Thôi, để mình đi hái bí ngòi trước đi. Tại vì lát mình cắt hành lá với xà lách ở đây. Thôi á, xà lách á, mình mà nhổ xong cái mình đem vô cái nó chưa đem vô nữa là nó đã muốn héo rồi mọi người. Rồi, mình sẽ hái bí ngòi nha. Trời á, lúc nắng lúc dịu dịu vậy còn đỡ, nó nắng chói chang luôn á mọi người. Mà dịu vậy chứ không có mưa. Bên đây là không thấy mưa móc gì hết á. Trái bí nó to đùng luôn. Nó to. Ơi là to. Trời ơi nó to ơi là to luôn mà. Rồi
rồi mình sẽ hái cái bông bí. Đây là bông bí đỏ nha mọi người, bông bí đỏ hồ lô. Tại vì bông cái nó chưa có ra mà bông đực khá là nhiều. Hôm bữa nó cũng nở rồi. Ở đằng kia có một cái bông nở, hồi sáng đó, mình cắt luôn nha. Dạ này nhà mình đó, cũng được ăn khá là nhiều bông bí xào. Rồi mình sẽ đi hái cải xanh luôn mọi người. Okay. Nhà mình á, mọi người coi vàng nho nó, hôm nay trái cũng lủng lẳng rồi, đỏ xanh luôn. Hôm nay là cỏ xanh luôn rồi. Rồi mình sẽ hái cải xanh nha, thu hoạch cải xanh nha. Mình bẻ nó luôn, bẻ nó luôn cho gọn mọi người. Ê, mọi người coi nó to bự vậy đó. Mình cũng ít ăn cơm lắm nên là lâu lâu mình mới hái. Mấy cây to to cao cao là mình nhổ hết nha. Vừa lại mấy cây nhỏ lùng lại. Tại mình không có ăn nhiều. Rồi chắc được rồi đó. Còn để mình nhổ đợt sau. Đây, mấy cây nhỏ này mình bứng cái cây to lên là nó cũng đi theo luôn nè. Nó cũng bị sâu xiết gì ăn á. Rồi xong. Ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu mọi người. Vậy chứ 2-3 bữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hành lá luôn nha. Cái gì hành lá. Hành này nó tốt quá. Mình không muốn nó tốt quá mọi người. Tốt quá cái củ nó không phát triển. Cái củ nó cũng khá là bự rồi đó. Mình muốn cắt bớt đi. Nó nằm dài luôn xuống dưới đất. Xe chở rác thôi, nó tới nó lấy rác. Trồng hành cũ mà lá tốt còn hơn là cái gì nữa. Ê mọi người, áo mình mới tỉa vậy thôi đó.
thể mình còn chừa lại 2-3 lá đó. Rồi mình sẽ đi qua bên đây mình cắt thêm rồi mình nhổ xà lách luôn nha. Để gần gần lại chút xíu. Để lát mình đi ra ngoài kia nó xa.